Thưa quý vị, ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ cháy chung cư Carina Plaza, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 23 tháng 8 năm 2018. Bị cáo Nguyễn Văn Tùng, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ SX Hùng Thanh và Nguyễn Quốc Tuấn, cựu trưởng ban quản lý chung cư Carina bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tại phiên tòa, nạn nhân mong muốn được bồi thường thỏa đáng. Theo nội dung vụ án, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018, lửa bùng phát từ một xe máy tại khu vực tầng hầm Block A, chung cư Carina. 3 phút sau, khói và lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ tầng hầm, thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô và nhiều tài sản khác. Vụ hỏa hoạn khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương, tổng tài sản bị thiệt hại là 126 tỷ đồng. Thì căn nhà em thì ở tầng trệt, thì hiện tại thì căn đó là căn shop house và nhà có kinh doanh. Thì hàng hóa thiệt hại và thiết bị gia đình thì cũng bị ảnh hưởng hư rất là nhiều. Kèm theo đó thì ba em thì có chứng nhận thương tật 19%. Thì bên chủ đầu tư thì trước đó và tới thời điểm hiện tại họ từ chối, họ nói là trách nhiệm đó là chờ tại phiên tòa xét xử. Chứ họ không chịu trách nhiệm về việc bồi thường. Em hy vọng là sẽ tìm ra được người chịu trách nhiệm cho cái thiệt hại của cư dân cũng như là từng cá nhân gia đình. Theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina đã bị hư hỏng, không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa khắc phục, dẫn đến khi phát sinh cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Lúc đó thì qua báo cáo anh Mẫn thì bị cáo biết rằng là mấy bơm điện là chạy bằng tay, bơm bù thì được chủ đầu tư tháo cho bên chung cư Citygate mượn và bơm diesel không hoạt động, hệ thống báo cháy trung tâm thì hư toàn bộ. Tại phiên tòa, bị cáo Tùng, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh cho rằng cáo trạng chưa hoàn toàn chính xác vì bị cáo về nhận nhiệm vụ được bàn giao hệ thống phòng cháy chữa cháy từ vị giám đốc tiền nhiệm. Song hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Tùng vẫn phải có trách nhiệm. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ nay đến ngày 10 tháng 4.